dốc lên không thấy chưa? Chào các chị nha. Ngày hôm nay em cũng tiếp tục like xẻ đồ nên các chị chịu khó share bài cho em vô group giùm nha. Những chị nào đang xem tương tác á thì các chị chấm tương tác giùm Ly với ha. Thấy không? Úc mời mọi người xem group. Để luôn. Cảm ơn chị đi rồi mới thương nha. Dạy đi chị. Hello Quỳnh nha. Hello Quỳnh. Dạy đi chị. Các chị ơi, các chị chia sẻ vô group giùm Ly nha. Các chị chia sẻ vô group giùm Ly với. Lát không vậy? Để chút, để chút. Úc tắt. Các chị ơi, các chị thấy em rõ không ạ? Thấy em rõ không ạ? Các chị ơi, các chị thấy em rõ không ạ? Lát á chị, ừ hơi lát. Rõ Hạ Quỳnh ơi, lát. Lát Hạ Nguyễn Thu Huyền. Để chị coi thật phép bị gián đoạn rồi. Bớt một cái nhau. Úc có mời không hiểu. Các chị ơi, các chị thấy rõ không ạ? Đang lên. Dạ lên 50 view em bắt đầu like các chị nha. Quả rồi. Ok Quỳnh bùi nha. Tại vì mạng hơi lát đó Quỳnh ơi. Con file đây hơi yếu. Dạ rồi, ok chị Hiền Trần. Ngày hôm nay em mới soạn hàng ra rất là nhiều đồ đẹp luôn. Rất là nhiều đồ đẹp luôn. Hôm nay em mới rảnh em mới soạn ra được quá trời luôn. Hello. Hello Rivercore nha. Các chị ơi, các chị lên đông đông chia sẻ mạnh giùm em. Lên 50 view bắt đầu like các chị nha. Rất là, có nhiều đồ rất là xinh luôn. À, có giày nha Tita Phạm nha, có giày cao gót nha Tita Phạm nha, hết bata rồi chỉ còn cao gót thôi. Các chị ơi, các chị chia sẻ vô 30 group giùm em nha. Có quần rinh với là áo khoác em nha, áo cực xinh luôn. Nhã hàng thôi, em áo khoác rất là xinh. Tinh tinh. Có quần rinh em nha, có quần rinh với lại áo khoác luôn. Hello chị Kim Anh Võ nha. Rồi ok Úc nha. Ấn tiền. Có vợ nào xinh không? À, có VV nha. Ok Úc nha. Có vợ nha VV nha. Các chị ơi, các chị chia sẻ vô group giùm em với. Úc ở dưới đó, dưới không? Các chị ơi, các chị chia sẻ vô group giùm em với. Sao hôm nay tục view vậy ta? Bình thường lên view ghê lắm mà. Những chị này đang xem em á, cái chị chấm tương tác giùm em với ạ. Ok baby. Các chị ơi, các chị đợi em 2 phút nha. 2 phút em lấy cái đồ. Cái này đi.
Ok, khỏe đúng. Ok. À, túi Valentino hả bà xã nhỏ ơi, túi Valentino là 280k nha các chị nha. Rồi ok, bây giờ lên thấy em nha bạn Ngọc Trương ơi. Ngày hôm nay hơi ít view bình thường. Các chị ơi, các chị chia sẻ vlog giùm em với nha. Chia sẻ vlog giùm em với. Các chị chia sẻ vlog giùm em với nha. Rồi. Thôi bây giờ em bắt đầu like luôn các chị nha. Em bắt đầu like luôn. Và ngày hôm nay á, thì em sẽ chốt theo mã. Nên các chị vui lòng á, cho em số điện thoại, địa chỉ. À, giỏ đó. Giỏ sau lưng chị là 280k nha. Valentino nha. Đây. Cái túi Valentino này là 280k nha. Cảm ơn Phiên Kiều nha. Thấy Thanh Ngân nha. Chị thấy Thanh Ngân nha. Các chị ơi, bây giờ em like luôn nha. Các chị ơi, những chị nào mua hàng của Ly á, thì các chị vui lòng mà comment tê số điện thoại trước nè, với địa chỉ luôn. Xong rồi khi mà Ly nói số thì các chị chỉ bỏ số vào ở trong cái đó thôi. Tại vì hello Bell nha, tí em nhắn tin cho Bell sau nha Bell. Tại hôm nay đang like. Các chị ơi, bây giờ em bắt đầu like nha. Cái đồ này là đồ thanh lý nha chị Thúy Kiều nha. Cái này là đồ thanh lý. À, không có túi Dio nha Hồng Nguyên. Hello Bell nha. Rồi bây giờ em bắt đầu like các chị nha. Cái gì bà Lý mệt mỏi. Cái này là gì vậy? Áo da lộn. Đây, cái áo da lộn nha. Cái này là áo gì không? Da lộn hả? Cái này là áo da lộn các chị nha. Cái này em thanh lý 100k. Cái này màu ở ngoài nó là màu gì ta? Hồng cam hả? Cái này là hồng cam nhưng mà nghiêng pha cam nhiều nha. Cái này là hồng cam trùng với màu son hồng cam á các chị ơi. Dạ túi mới nha Thúy Kiều ơi. Chị túi là túi mới chị nha. Cái áo này là hồng cam các chị nha. Cái này em thanh lý 100k mã số 1. Còn rất là mới nha các chị nha. Đó rất là xinh. Cái này thì tầm bao nhiêu ký mắc vừa ta? 55k đổ xuống mắc vừa các chị nha. Mã số 1 rất là xinh luôn. Em áo da lộn nha. Đây mã số 1, chị nào lấy cái này comment tê mã số 1 giùm Ly. Rất là xinh. Em này cực kỳ xinh các chị nha. Mã số 1 nha. Ừ, đúng rồi, da lộn nha Duyên Trần. Cái này da lộn mã số 1 nha. Rồi ok, chốt cho Uyên Thi nè. Uyên Thi mã 1. Uyên Thi cho chị số điện thoại luôn em ơi. À, cho chị địa chỉ luôn em ơi. Các chị ơi, mã 1. Mã 1 của Uyên Thi. Uyên Thi cho chị địa chỉ luôn. Mã 1 hết rồi, em chốt cho chị Uyên Thi rồi các chị nha. Mã 1 hết rồi VV nha. Cái áo này bao đẹp luôn. Uyên Thi 79. Cảm ơn Bell nha. Đúng là anh em có khác mà. Chỉ có Bell mới nhận ra cái vẻ đẹp của em thôi. Uyên Thi ơi, để chị ship cho em luôn em ơi. Ship có 10k thôi. Đi cho mất công vậy. Ship bưu điện chỉ có 10k thôi em. À,
À, dạ sandal ở trong tủ em không bán các chị nha. Sandal đó là sandal của em không có bán. Rồi, tiếp tục các chị nha, tiếp tục nha. Còn một cái túi mới em bị bom hàng. Đây. Đây cái chị ơi, túi này em sale nhanh là 80k, hàng mới nha, cái này hàng neo nha, 80k mã số 2 nè, chị nào lấy cái này trước mã 2 giùm ly. Cái này em sale nhanh 80k, có dây đeo chéo. Có cái cục này hàng mới nha các chị nha, cái nào cũ thì em sẽ nói là cũ, còn mới em sẽ nói là mới. Đây cái này là hàng mới nha, mã số 2 nha các chị nha, mã số 2 là 80k thôi, có dây đeo chéo nè. Rất là xinh luôn, màu đen. Cái này giá nhập của em nó còn nhiều hơn nữa. Đó, mã số 2 này các chị rất là xinh. Ok, đó mã số 2 nha các chị nha, rất là xinh nè. Cái em này thì tầm khoảng 25 cm không? Cái em này thì tầm khoảng 25. Ok, xanh thông nè, mã số 2 chốt cho xanh thông. Xanh thông ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Có áo da không ta? Ok, số 2 chốt cho chị Phương Kiều nè. Phương Kiều cho em xin số điện thoại trước nên cho chốt cho chị Phương Kiều nè. Phương Kiều ơi, cho mình địa chỉ luôn Phương Kiều nha. Ship ngoài anh Lít đúng không? Rồi, số 2 chốt cho Phương Kiều nè. Ủa? Số 2 em chốt cho chị Phương Kiều nha. Tại vì em nói là những chị nào mà cho em số điện thoại với địa chỉ trước á thì em sẽ chốt cho bạn đó trước. Em không có giữ hàng nhiều nha các chị nha. Khi mà em gọi điện thì em sẽ không giữ hàng nhiều. Ok, số 2 chốt cho Phương Kiều nè. Ờ, hôm bữa mấy con kia mua mà chị gọi nó không thấy luôn, úp xù. Tay cái em này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu ta? 100k đúng không? Cái này là váy hoa nha. Giờ gửi bưu, Ly gửi bưu điện nha. Phương Kiều ơi, Ly gửi bưu điện nha. Đây các chị ơi, váy hoa nha, chất bao xinh luôn. Cái này em mặc được 1-2 lần thôi. Cái này là chị không có. Hello Ngọc nha, chia sẻ giúp cho bé đi Ngọc ơi. Các chị ơi, mã số 2 nha, ở đằng sau đây nè. Mã số 2 váy hoa. Sao ta, giải thích sao ta. Em mặc thêm lười quá. Mã số 2 váy hoa các chị nha, 100k. Váy hoa, mã số 3. Mã số 3 các chị ơi, mã số 3 100k váy hoa. Cái này chất bao đẹp luôn, cái này em mua 350, em thanh lý 100k. Có mút ngực nha, đằng sau này các chị, đằng sau nó là như vậy nè. Giải thích sao trời, cái váy hoa này mệt mỏi quá, nó có dây chéo á. Chắc em bận thử với các chị coi luôn. Cái này mã số 3 đằng sau nó là dây chéo. Em, ok, số 3 của Trần Hằng. Ok. Số 3 là ở đằng sau nó gì? Cảm ơn bé Thủy xin nha. Số 3 của Trần Hằng, mã số 3 nè. Ok, chốt cho chị Trần Hằng nè. Trần Hằng, cái này cực kỳ xinh luôn các chị, có mút ngực nha. Số 3 chốt cho chị Trần Hằng, có mút ngực này các chị. Rất là xinh, mút ngực đằng sau nó như vậy nè. Đằng sau em không biết giải thích sao luôn á. Ở đằng sau nó chéo chéo rất là xinh, đây nè. Đằng sau nó chéo chéo, giải thích sao đó, nó chéo chéo quá chị. Nó chéo cái lưng lại. Số 3 à, số 3 của chị Trần Hằng nha. Chị Trần Hằng cho em xin, cho em địa chỉ luôn chị ơi. Có mặt đi biển, có maxi nha các chị nha. Các chị từ từ giùm em với Trần Hằng. Số 3 em chốt cho chị Trần Hằng nha các chị nha. Các chị ơi, các chị vui lòng cho em kèm số điện thoại nha. Rồi những chị nào mà mua hàng của Ly á thì tí nữa các chị inbox giùm em địa chỉ luôn. Tại vì bình thường em cũng hơi bận á nên những chị thông cảm giùm em. Các chị thông cảm giùm Ly nha, bởi vì bình thường Ly còn làm việc khác nữa, Ly hơi bận á nên những chị nào mua hàng ở trên fan của em á thì các chị vui lòng inbox địa chỉ giùm em với. Rồi ok, shop bảo tôi cho em có đồ mặc đi biển nha, maxi nha, maxi cực xinh luôn. Cái này là sao ta? Đây, maxi này lấy nhiều. Cái maxi này em mua. Rồi ok, chị Trần Hằng nè, chị cho em số điện thoại.
địa chỉ rồi để em chụp lại màn hình. Ok chị. Rồi, mã số 4 các chị nha. Maxi này em cũng thanh lý 100k luôn. Maxi này em mua tới 280. Em mặc có một lần đi biển thôi. Đây, maxi nha. Maxi bẹt vai. Ở ngoài rất là xinh, hoa này các chị hai lớp nha. Mã số 4 nha các chị nha. Ok, cảm ơn Châu bé nha. Da của chị, những bạn nào mà da của chị cũng không đẹp lắm đâu em, chắc da ảo thôi. Cái này thì 55-60kg đổ về mặc vừa. Cái này mã số 5. Mã số 4 hay số 5? Mã số 5 các chị nha. Maxi này mã số 5 100k. Đây, bẹt vai rất là xinh. Có thắt eo đi biển cực xinh luôn. Dài nha các chị nha, mã số 5 nha. Ok, chị Trang lấy hả chị Trang? Chị Trang lấy cái maxi hả chị? Chị Trang ơi, chị có lấy cái maxi này không? Các chị ơi, mã số 5 nha, chị nào lấy cái maxi này comment giùm em mã số 5, cái này dài nha các chị nha, đi biển cực xinh, phải von nha. Lát má hả? Ok Trang. À, số 5 của Bi Bụ Bẩm nè, Bi Bụ Bẩm cho chị lại số địa chỉ với em nha. Rồi, số 5 của Bi Bụ Bẩm nè. Cực xinh luôn. Ok Trang. Rồi, em thấy rồi. Của Bi Bụ Bẩm nè, Bi Bụ Bẩm cho chị lại số điện thoại với địa chỉ luôn em ơi. Cảm ơn nguồn nha. Ok, của Bi Bụ Bẩm nè, cái này xinh lắm Bi ơi. Bi cho chị lại địa chỉ với số điện thoại luôn. Rồi, chốt số 5 cho Bi Bụ Bẩm các chị nha. Cái này là gì ta? Dâm đen hả ta? Chẳng lẽ phải bận ta? Các chị ơi, bốt hả trời, chẳng lẽ bốt có bán không? Bốt nâu á? Thôi đi. Thôi bốt nâu em không bán đâu chị ơi. Ship di linh nha Bi Bụ Bẩm ơi, có ship. Chị Thanh Nga ơi. Dạ, em dựa theo mấy chủ các chị nha. Ở trên like của Ly á là Bi Bụ Bẩm comment trước chị Thanh Nga. Những chị nào các chị vui lòng dựa theo mấy chủ giùm Ly nha. Em rất là công bằng nên các chị đừng có lo. Đây, em zoom nha các chị nha, zoom nè. Zoom rất là xinh, zoom đùi này em thanh lấy 70k. Thấy chị Thanh Nga nha, nhưng mà chạy chị comment sau. Zoom đùi này mã số 6, 70k, zoom đùi vải von. Ok. Zoom đùi bèo ở trên nè, ở dưới là quần nha các chị nha. Zoom quần nha, hai lớp các chị nha. Cái này mã số 6 nha. Ok, Bi Bụ Bẩm. Mã số 6. Cái bộ Ly đang mặc không? Thấy chị nha, chuyên hàng nhập nha. Số 6 Bích Lan, ok Bích Lan. Cái này cực xinh luôn Lan ơi. Rồi ok, chốt cho Bích Lan nè. Tìm hàng có hàng qua Lan thôi trời. Cái zoom này hết rồi các chị ơi, số 6 chốt cho Bích Lan. Cái zoom này bao xinh luôn á Lan, ở ngoài rất là xinh. Rồi, số 6 chốt cho Bích Lan nha các chị nha. Hết rồi các chị nha, zoom hết. Số 6 hết các chị nha. Cái này là bao xa bao nhiêu vậy ta? Úc, tầm xa 27 hay đấy. Cái này thanh lý bao nhiêu ta? Cái này còn mới chắc vào hông? Cái này chắc phải size 28 đúng không? Có vỏ sách nha, có vỏ sách nha. Bích Lan ơi, tí em inbox giùm chị số điện thoại. Số điện thoại lại với địa chỉ. Nga Khai Trần, hết vỏ sách rồi chị ơi. Em chỉ còn vỏ mới thôi. Vỏ mới Valentino nhưng mà giá hơi cao. Rồi cái này rất là xinh luôn. Cái này em mặc không có vừa, tại vì cái này là em mua mới, em mặc không có vừa, tại vì em mang size 27 nhưng mà người ta o cho em là size 28. Cái này chị nào tròn tròn xíu mặc đồ khoảng 55, cái này bao nhiêu ký mặc vừa ta? 55kg đổ xuống mặc vừa. Cái này là yếm ha, yếm cực xinh luôn. Đây, yếm cực xinh luôn các chị nha, hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Cái này là em order nhưng mà em mặc không vừa tại vì nó hơi rộng. Cái này em nghĩ là phải từ 50kg cho đến 55kg maxin, size 28. Cái này em thanh lý 100k thôi. Đó.
Em yếm đó chị nha, em yếm này mã số 7, 100k thôi, còn mới nha, em chưa mặc luôn. Size 28 đó chị nha, size 28, em này size 28. Dạ ok chị ơi, cái màu xanh chị ở Tu Cha Đơn Dương Lâm Đồng. Rồi ok, em like cái này sao em like dở. Cái này số mấy vậy ta? Số 7 hả? Rồi số 7 của Ruby Bạch Dương Nguyễn, cái này size 28 nha em nha. Chị nói rồi, cái này là size 28. Tại vì chị order bị lộn. Yếm. Yếm rất là xinh nha. Đây. Mặc áo thun ở trong bao xinh luôn, nhưng mà tại vì bị lùng với lại. Rồi, số 7. Bích Lan comment trước nha. Bích Lan comment trước số 7 của Bích Lan luôn nha. Số 7 chị chốt cho Bích Lan. Số 7 của Bích Lan nha các chị nha. Bị ẩn comment, nhưng mà Bích Lan comment trước, số 7 em chốt cho Bích Lan. Rồi. Em chốt theo mã các chị nha, ngày hôm nay em sẽ chốt theo mã 100k. Rồi số 7 em chốt cho Bích Lan các chị nha, hết rồi các chị nha. Số 7 hết. Quần rin này đang như gì đó? 80 thôi, 50 vừa rồi. Bắt ri vậy mà. 6. Còn mới hả? Này sai nhiều. 27, 28 này đó. Cỡ sai M. Tặng đến tiền cho tính hết L, cái này size L. Cái này cũng là cái quần này, baggy này em. Cái này mã số 8 là cái baggy này em cũng order bị lộn size. Em mặc size M nhưng mà người ta gửi cho em là size L. Nên em thanh lý nhiêu trời, 70k các chị nha. Cái này em mua là 220k, em thanh lý 70k. Cái này size L. Đây dạng baggy các chị nha, size L. Chị nào lấy cái này comment mã 8 giùm đi. 70k size L. Cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu nha các chị nha. Cái quần rin này là của hàng Việt Nam xuất khẩu, 200 mấy à. Em mua cũng không có mắc lắm, chỉ 200 mấy thôi. Em thanh lý 70k. Chị nào lấy cái này comment mã số 8 giùm em. Số 8 của Huỳnh Thảo Nguyên. Ok, Nguyên ơi mặc vừa á Nguyên. Rồi ok, chốt cho Huỳnh Thảo Nguyên. Gì kỳ quá nhờ. Ờ, cảm ơn Châu bé nha. Da chị thì trước giờ không có mụn ren, chị chỉ bị tàn nhang thôi. Với lại chị chăm sóc da rất là kỹ luôn. Những bạn này mà thật sự thì da của Ly không có đẹp đâu, nhưng mà nói chung là ở độ tuổi 30 tuổi thì Ly thấy cũng ổn. Tại vì Ly chăm sóc da cũng kỹ lắm, nên những bạn này mà muốn chăm sóc da thì inbox cho Ly chỉ cho. Tại vì Ly làm các bước bữa đêm nó rất là kỹ luôn. Đặc biệt là Ly có xài máy rửa mặt nữa. Ok, số 8 chốt cho bạn Huỳnh Thảo Nguyên nha. Áo len hả ta? Áo len chị, để chị coi thử bi bộ ẩm ơi. Rồi, chốt số 8 cho Huỳnh Thảo Nguyên nè. Quần này nhúc 50 cao. Cái này là... Cảm ơn Bi bộ ẩm. Cái này là quần màu hồng nớt nha các chị nha. Cái này 50k nè. Bây giờ em đọc số tầm 7. Số 20. Số 20 50k. Chị 30 tuổi nha bạn Ngọc Trương. Đã hai con và 30 tuổi. Đây, cái này là 50k nha, số 20. Chị nào lấy cái này comment mã 20 giùm Ly. 20 kèm số điện thoại nha các chị nha, kèm số điện thoại và địa chỉ màu hồng nữa. Ok, cảm ơn Huỳnh Thảo Nguyên. 20 của Trần Dung đúng không? Trần Dung cho mình xin số điện thoại và địa chỉ luôn bạn ơi. Bạn nào cho em số điện thoại và địa chỉ trước thì em sẽ chốt cho bạn đó. Bây giờ bạn nào cho em số điện thoại trước thì Ly sẽ chốt cho bạn đó nha. Đây, 50k thôi, 50k chị nào. Cảm ơn bạn Ngọc Trương nha, cảm ơn Châu Bé nha. Ok, 20 chốt cho Trần Dung. Trần Dung ơi cho em địa chỉ luôn chị nha. 0981 78 03. 0981 780 372. Rồi ok Trần Dung ơi cho em địa chỉ luôn nha chị nha. Cái này 50k. Các chị ơi, những chị nào mà mua hàng thì các chị dồn đơn nhiều một xíu, tại vì 50k ship á, tiền ship cũng hơi cao á.
này ba tay kìa. Rồi, áo sơ mi các chị nha, áo sơ mi em. Sơ mi thanh lấy nhiêu á? 50 hả? Áo sơ mi. Ok, chào bé nha, tí chị bày cho. Rồi ok chị Trần Dung, ok công ty. Chụp lại màn hình. Rồi, cái này là mã số 9 nha các chị, mã số 9. Mã số 9 nha. Mã số 9 50k các chị nha. Chị nào lấy cái này comment giùm ly số 9 kèm số điện thoại và địa chỉ. Em sơ mi xinh. Chất rất là đẹp các chị nha. Von von đẹp nha các chị nha, von xịn nha. Không phải mấy cái von mấy chục ngàn ở ngoài chợ nha các chị nha. Đây, em này mã số 9. Mã số 9 50k các chị nha, sơ mi von nha, vải von nha. Ở đằng sau nó như vậy nè. Ok, số 9 của chị Hồng Điệp nè. Rồi chốt cho chị Hồng Điệp số 9. Chị ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng. Số 9 Hồng Điệp chút rồi Bích Lan ơi. Sorry em nha. Số 9 là của chị Hồng Điệp chút rồi 01285. Rồi ok, số 9 là của chị Hồng Điệp hết nha Bích Lan nha, hết nha Khánh Hòa nha. Hết nha các chị nha. Còn sơ mi các chị đừng lo. Đây còn một em sơ mi Thái cũng 50k thôi, rất là xinh. Sơ mi Caro. Cái này mã số mấy đây? Đây mã số 11 các chị ơi, mã số 11 sơ mi Thái. Cái này là sơ mi Thái các chị nha, hàng Thái. Cái này hôm bữa bạn em nó đi Thái nó mua cho em mà. Em mặc có mấy nước à. Cái này 50k nha, chị nào lấy cái này comment giùm em số mấy vậy ta? Số 11 các chị nha. 50k nha. Số 11 nha, chất sơ mi dày dặn các chị nha. Sơ mi này cực kỳ dày luôn. Cái này thì em nghĩ là từ 55kg đổ xuống mặc vừa. Cái này số 11 chị nào lấy cái này comment 11 giùm ly. Đó rất là xinh luôn. Đóng thùng hay gì đó cực kỳ xinh. Hay các chị cột ở dưới cũng rất là xinh, mang với quần baggy hay gì đó. Số 11 các chị yêu nha, số 11 nha. Số 11 các chị nha, số 11 50k thôi, chị nào lấy cái này comment giùm em số 11. Mạng đứng sao ta? Sao nó comment nó không chạy vậy ta? Các chị ơi, mạng nó có bị gì không ạ? Mẹ. Rồi ok, 11 của Bích Phượng nè. Chốt cho Bích Phượng nè. Bà Phượng ơi, bà mua đồ nhiều quá luôn nha Phượng. Chắc mai mốt chị. Số 11 hết nha chị Trần Hằng ơi. Số 11 hết nha chị Ruby Bạch Dương Nguyễn ơi. Phượng ơi, chắc chị phải làm cho em một cái vé khách VIP của chị quá không? Rồi số 11 hết rồi các chị ơi, 11 hết rồi các chị nha. Số 11, cái này Babydoll, cái này bao nhiêu vậy? Babydoll xanh, 30k hả? Rồi, cái này là em áo von rất là xinh. Đợt trước em mua 100 mấy á, nhưng mà bây giờ em thanh lý là 40k, em có mặc 1-2 nước rồi. Rất là bánh bèo luôn, cái này số 14 đi. Chị nào lấy cái này comment 14. Cảm ơn Châu Vẽ nha. Số 14 nha, chị nào lấy cái này comment giùm em số 14, 40k. Đây số 14 các chị nha, 14, 40k. Màu này là màu kem nha các chị nha. Số 14. Rồi ok, số 14 chốt cho bạn Bích Lan nè. Bạn Bích Lan comment trước nha. Bích Lan comment trước nha các chị nha. Số 14 của Bích Lan nha. Các chị ơi, em dựa trên máy chủ nha. Em dựa trên máy chủ, Bích Lan comment trước nha. Số 14 của Bích Lan nha các chị nha. Số 14 của Bích Lan hết rồi các chị ơi, hết rồi. 14 hết rồi. Cái này là các chị ơi, cái váy này còn tát luôn á. Mà hình như em không hợp màu trắng hay sao á. Cái này rất là xinh luôn, cái này còn tát luôn. Cái này thanh lý nhiêu trời.
Cái này em thanh lý 150 nha các chị nha. Cái này đợt trước em mua 350, em chưa mặc lần nào. Còn tát đây nè, còn tát các chị nha. Cái này em mua ở Uniwear shop ở dưới Sài Gòn á. Em mua ở Uniwear shop ở dưới Sài Gòn là 350. Đây, em mua ở Uniwear shop là 350 mà em chưa mặc lần nào luôn. Cái này thì 55kg đổ về mặc vừa. Đằng trước nè, đằng trước nó vậy không Út? Đằng trước này các chị ơi, đằng trước nè, nó có cúp ngực rất là xinh nha. Cái này 150, chị nào lấy cái này comment giùm Ly là váy trắng rất là xinh, ren ở dưới này cực kỳ đẹp nha. Đằng trước hay sao vậy? Đằng trước Út, đúng rồi. Cái này 150, chị nào lấy cái này comment giùm Ly là váy trắng nha. Cái này còn tát nha các chị nha, hàng mới, hàng neo nha. 55kg đổ về mặc vừa. Đây, em này rất là xinh. Đó, em này rất là xinh các chị nha, ren nè. Ren của em này rất là đẹp. Ren của nó này các chị rất là xinh luôn. Ở trước mà, trước với sau em không biết cái nào là trước, cái nào là sau luôn á. Đó, nó như vậy nè các chị ơi, em mua Uniwear shop. Nó có dây kéo ở trước với sau luôn á các chị. Đây nè, ở đằng sau nó cũng có dây kéo luôn. Chị nào lấy cái này comment váy trắng giùm Ly. À, cái này đằng sau nè. Cái này chị nào lấy comment giùm Ly váy trắng các chị nha, 150k. Còn mới. Rất là xinh. Có cổ nữa. Đây, có cổ nữa nha các chị nha, có cổ nữa nha. Cái này sao? Khẹp bị ẩn comment không ta, không thấy hết rồi. Đây, chị nào lấy cái này comment giùm Ly váy trắng nha, rất là xinh nha. Bánh bèo gơ nha, chị nào bánh bèo gơ thì hãy về đổi với em này. Rồi ok, váy trắng của chị Trần Hằng có đơn luôn không ta? Rồi ok, váy trắng của chị Trần Hằng này, chốt cho chị Trần Hằng có đơn rồi. Rồi váy trắng của chị Trần Hằng, cái này còn tát chị nha. Cái này còn tát hàng neo nha chị nha. Rồi em chốt váy trắng cho chị Trần Hằng. Cái váy trắng này của chị Trần Hằng hết rồi các chị nha, hết rồi các chị nha. Rồi, sơ mi kem tay dài 30k. Chị nào lấy cái này comment mã 30 giùm Ly. Tay dài nha, 30k. Chị nào lấy cái này màu kem nha. Túi sách có nha Trang Trần nha. Túi sách Valentino là 280 các chị nha. Túi sách là 280 các chị nha. Đây, áo này nó, đây này các chị, nó có ren ở cổ. Đó, em này 30k thôi. Chị nào lấy cái này thì comment giùm Ly 30 nha. Cái này hơi, cái này chắc phải 54kg đổ xuống mặt vừa. Tay dài, có nút. Cái này mã số 30. Chị nào lấy cái này comment giùm Ly mã 30 nha. Ok Trang Trần nha. Chị like xong cái áo này chị sẽ đưa túi cho các chị coi. Ok, ok chị. Chuyên hàng nhập nha, ok chị nha. Đây mã số 30 nha, chị nào lấy cái này comment giùm em 30 nha. Mã 30 30k các chị nha, mã 30 30k thôi. Dạ rồi ok chị chuyên hàng nhập, em sorry chị nha, bây giờ em sẽ lấy cho chị coi. 30k nha các chị nha, cái này chị nào lấy comment giùm Ly 30. Hello Bảo nha, hello cô Bảo nha. Đây, cái này 30k nha các chị nha, có ren ở cổ nè. Chị nào lấy cái này comment giùm Ly 30. Đó, màu kem nha các chị nha, dài tay nha. Rồi bây giờ em cho các chị xem coi túi. Em này là Valentino, cái này là dạng gì? Cái này là chất gì ta? À, cái này là chất nhựa silicone, nhưng mà là nhựa silicone em cũng không hình dung ra. Nó là nhựa, nó là một loại nhựa nha các chị nha, một loại nhựa tuyết, nhựa silicone pha tuyết hay sao á, rất là đẹp. Cái này thì em thấy nó có độ, nó rất là dẻo, với lại nó không có bị hư, nó rất là lâu hư luôn. Với lại
nó dễ lau chùi á các chị. Mà cái này hàng của em là hàng F1, hàng chuẩn nha các chị nha. Đây nè, nó là Valentino, em này là size 22, có hai màu. Cái váy như chị đang mặc hả? Bán luôn. Thôi không, không bán em nha, không bán nha. Đây, em này size 22 các chị nha. Cái này 280k, hàng mới, hàng neo. Cái chất của nó này các chị, nó là nhựa silicone. Những chị nào mà hay mua rồi thì các chị biết ở ngoài thị trường á, nếu mà hàng F1 thì từ tầm 350. Còn những cái hàng dởm thì em không có tính nha các chị. Hàng dởm 100.000 cũng có một cái nữa. Đây, cái túi này là có màu xanh rêu với lại màu hồng nớt. Chị nào lấy cái này thì comment xanh rêu dùm ly. Còn chị nào lấy màu hồng nớt thì comment hồng nớt dùm ly. Hiện tại thì ly chỉ có hai cái thôi, là màu hồng nớt và màu xanh rêu. Rất là xinh luôn. Không có bán hồng nớt không trời. Em này rất là xinh, để em đeo cho các chị coi nha. Đó chị. Em xem để thấy trời. Đây em hồng nớt nha các chị nha. Đây nha các chị nha, hồng nớt rất là xinh. Đây là em hồng nớt nè. Chị nào lấy cái này thì comment hồng nớt giùm đi. Còn em này màu xanh rêu. Rất là xinh luôn, mà sang ba sang nha các chị nha. Rất là xinh. Ok, chị Ngọc Nguyễn. Chị Ngọc Nguyễn lấy xanh rêu đúng không ạ? Xanh rêu 280 nha, cái này hàng F1. Chị Ngọc Nguyễn ơi, chị Ngọc Nguyễn cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Rất là đẹp. Em dơ túi lại cho các chị coi. Đây, trời ơi, cái chất mà. Đó. Cái này ở ngoài bao đẹp. Chị ơi, chị chuyên hàng nhập. Chị, các chị ơi, chị nào mà cho em số điện thoại với địa chỉ trước thì em sẽ để cái túi xanh cho chị đó nha. Bây giờ chị Ngọc Nguyễn với lại chị chuyên hàng nhập. Ok, ok, Trần Dung nha. Chị nào mà cho em số điện thoại và địa chỉ trước thì em sẽ để túi xanh rêu cho chị đó. Thật sự thì mấy cái túi này em cũng không muốn bán đâu. Tại vì giỏ của em sách đa phần là hàng F1 không à. Bán không ta? Ừ thôi lỡ rồi, bán cái xanh đi, cái hồng đi em đi. Rồi, chị nào lấy cái này thì comment lại xanh rêu nha, xanh rêu nha các chị nha, xanh rêu đẹp lắm các chị. Chị chuyên hàng nhập. Rồi ok, chị chuyên hàng nhập cho em địa chỉ luôn nè, em để cho chị nè. Chị Trang Trần ơi, hết rồi chị Trang Trần nha. Em hết rồi các chị ơi, hết rồi, em để cho chị chuyên hàng nhập nha. Chị chuyên hàng nhập cho em địa chỉ trước nè. Em để cho chị. Tại vì chị. Trời ơi là giờ sao đây trời. Rồi dạ ok, em để cho chị chuyên hàng nhập nha các chị nha. Số điện thoại của chị chuyên hàng nhập nè. Chị nào mà hay hay theo dõi Facebook của em là các chị biết á, em sách giỏ toàn là hàng F1 hay là gì không à, chứ em không có sách hàng chợ đâu. Úc khùng quá. Rồi ok, chị chuyên hàng nhập comment trước nha. Thế chị để cho em túi mà. Ok Trang Trần, rồi ok. Giờ bán cái túi hồng không hả? Cái hồng còn túi để đeo luôn quá. Rồi ok, em để cho. Hello anh Huy nha. Bạn Mỹ Ngô Huyền Hải Phòng. Rồi ok chị Trang Trần nha, em để cho chị Trang Trần. Ok ok à, chị Trang Trần cho. Chị Trang Trần đâu rồi cha? Chị Trang Trần. Rồi ô, chốt cho chị Trang Trần nè. Rồi ok, rồi cái màu màu hồng là để cho chị Trang Trần nè. Rồi hai giỏ hết rồi các chị nha. Hai, em chỉ có hai. Chị có giày nha, chị có giày nha, chị có giày. Anh Tuấn PK ơi, chị bị bom hàng cái đôi Gucci á, tí nữa chị đưa cho em coi. Rồi giỏ hết rồi các chị ơi, giỏ hết. Em màu hồng này bán luôn nha. Giỏ ra coi có tiền bạc thì không. Rồi, cái màu hồng này của chị Trang Trần nè. Em like giỏ xong thì em sẽ like lại quần áo nha.
Các chị vui lòng đợi em một xíu. Em trừ 280k 9 7 3 9 2 2 2 0 8 2 4 6 8 10 dốc lẻ. Comment của em bị ẩn á các chị ơi, nên những chị nào mà hay tương tác với em á thì các chị sẽ hiện ở trên comment của em trước nha. Giày size bao nhiêu? Tường với Nguyễn ơi, giày size 35 36 có tùy đôi à nha Tường với Nguyễn nha. Sorry chị Ngọc Nguyễn nha, tại vì cái chị chuyên hàng nhập á, chị comment trước á nhưng mà em không có nhìn thấy. Em không có nhìn thấy á của chị, với lại chị đợi em từ đầu like đến cuối like luôn, với lại chị còn sale rất cho em nữa. Cái này rồi, ok. Một cái em vậy. Cảm ơn nha Khải Trần nha, có 39 không? Không có 39 đâu em ơi. Không có bot nha. Phản thay. Dạ rồi chị Ngọc Nguyễn nha, để tí em coi lại comment. Các chị ơi, cái này là váy màu đỏ ren xịn nha. Váy màu đỏ ren xịn, em thanh lý 100k. Cái này là ren xịn, đợt trước em mua hình như là 450. Em màu đỏ này em mặc được 2 lần. Cái này là mã số 21, chị nào lấy cái này comment 21 giùm ly. 100k các chị nha, màu đỏ. Đây, rất là xinh. Hàng thiết kế các chị nha, cái này hàng thiết kế nha. Màu đỏ 21, chị nào lấy cái này comment 21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giùm ly, chị 100k thôi. Cái này em cho các chị xem hàng trước, các chị đừng lo nha. Những chị nào mà muốn xem hàng trước, các chị có quyền xem hàng nha. Em rất là dễ luôn, em rất là chiều khách luôn. Nên những chị nào mà muốn xem hàng trước á, thì các chị cứ nói với lại bưu điện á. Khi các chị ship hàng thì các chị có thể kiểm tra che trước. Ví dụ như là giỏ sách hay là quần áo hay là gì, các chị cũng có quyền kiểm tra được hết á. Đây, mã 21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, chị nào lấy cái này comment giùm ly mã 21. 100k cái gì nha, màu đỏ. Rất là xinh luôn, váy xè cái chị nha. Trend rất là đẹp luôn, hình như bị lag rồi. Bị lag hả trời? Hình như này váy này đây mà chất ren của nó đây các chị, ren rất là đẹp, rất là dày, ở trong có lót nha. Cái này thì tầm 55kg đổ về mặt vừa nha các chị nha. Cái váy màu đỏ này thì 55kg đổ về mặt vừa nè, ren rất là đẹp luôn. Để em cho các chị coi chất ren nè. Đây mã 21, chị nào lấy cái này comment 21 giùm ly. Ren rất là dày ở trong nè, rất là đẹp. Mã 21 nha, chị nào lấy váy đỏ comment mã 21 giùm ly. Các chị có quyền xem hàng trước nha. Cái này mã 21, chị nào lấy comment 21 giùm ly. 21 các chị yêu nha, 21 nè. Ủa xem được không ta, sao bị tụt view với lại mạng bị sao vậy ta. Các chị ơi, các chị có nhìn thấy rõ em không ạ? Rồi ok, Trần Dung nha. Trần Dung giờ qua mẫu luôn nè. Dày đâu ta? Đôi vô xuyên. Các chị ơi, em thanh lý một đôi giày Gucci hàng F1, em mang một lần, nhưng mà nó không phải đúng size của em, nên bây giờ em thanh lý lại. Đây, em Gucci này hàng F1 nha các chị nha, không phải hàng 200 hay là trăm mấy ở ngoài chợ nha. Cái này đi bao êm luôn, cái này là size 38. Bây giờ em thanh lý, chị nào lấy cái này comment 38 kèm số điện thoại và địa chỉ. Cái này là em thanh lý là 200k. Cái này là em mua 450, em thanh lý 200k thôi. Em mang được đúng một lần. Cái này hàng F1 các chị nha, bao êm luôn. Cái này size 38. Ok, size giày 38 chốt cho chị Lan Lê nè. Lan Lê cho em địa chỉ với ạ.
Lan Lê cho em địa chỉ luôn nha. Chị Lan Lê cho em địa chỉ luôn. Size 38, giày 38 của chị Lan Lê. Chị Lan Lê trước cái chị nha. Chị Lan Lê trước giày Gucci này. Em chốt cho chị Lan Lê. Chị Lan Lê ơi, chị vui lòng cho em địa chỉ luôn chị ơi. Duy Nguyễn, dạ không có quần áo đàn ông nha. Face của em không có bán đồ nam. Chị Lan Lê ơi, chị Lan Lê cho em địa chỉ quá à. Rồi ok chị inbox giùm em địa chỉ. À chị Mimi Nguyễn ơi, chị Lan Lê comment trước có chị Mimi Nguyễn ơi, em dựa trên máy chủ nha chị nha, em dựa trên máy chủ. Cái váy à, cái này là gì đều? Cái này gọi là gì? Váy yếm. Cái này váy yếm nha các chị nha, váy yếm màu đen nha, rất là xinh. Váy yếm màu đen này chất dài dặn, em thanh lý 70k. Váy yếm màu đen, đây nè, váy yếm màu đen ở trên á các chị bận áo dài tay hay gì rất là xinh luôn. À chị Mimi Nguyễn ơi, chị Lan Lê comment trước nha, em dựa theo máy chủ. Cái váy yếm này 70k thôi, cái này mã số 70, chị nào lấy cái này comment 70 giùm em. Váy yếm này cực xinh luôn, chất rất là dày. Dạng yếm á các chị, đây nè, dạng yếm xè, đây rất là xinh. Dạng như là váy yếm rất là xinh, cái này xinh nè. Có quần nha chị nha, có quần nha chị nha. Rồi ok Bích Lan, chốt cho Bích Lan. Cái này dễ thương lắm Lan ơi, cái này ở ngoài đẹp lắm em. Lan đâu rồi trời? Lan ơi, Lan đâu rồi? Đây. Rồi 70 chốt cho Bích Lan nha các chị nha. Bích Lan comment trước các chị ơi. Trang Trần không biết còn quần không ta. Hết quần rồi các chị ơi, hết quần rồi. Dạ đúng rồi, cái hồi nãy là chị Lan Lê trước chị Mimi Nguyễn. Còn cái váy này thì Bích Lan comment trước các chị nha. Bích Lan comment trước, em dựa theo váy chủ. Rồi 70 chốt cho bạn Lan Lê. Á à, bạn là Bích Lan. Cái váy này là gì vậy trời? Váy này bán nhiêu á? Rồi 70 hết rồi các chị nha. Không phải đâu anh Tuấn BK ơi, Bích Lan comment trước á, chị dựa trên máy chủ. Em không tin chị chụp màn hình cho em coi trước luôn. Tại em hay mua đồ của chị á. Nhưng mà cái này váy này hơi lớn tuổi nè các chị ơi. Cái này là váy nhung. Cái này váy nhung rất là đẹp. Rồi ok Tường. Ok Tường Vy Nguyễn nha, Tường Vy Nguyễn cho chị. Vậy bữa nay mình... Tường Vy Nguyễn ơi cho chị địa chỉ với số điện thoại đi. À, đôi xanh đen chị không có đen, bán nha anh Tuấn PK. À, Tường Vy Nguyễn ơi em cho chị địa chỉ với số điện thoại đi. Cái áo đó 30k. Áo sơ mi chốt cho Tường Vy Nguyễn nè. Tường Vy Nguyễn ơi cho chị địa chỉ với lại số điện thoại giùm chị với em ơi. Ok ok. Để chị dồn đơn cho em luôn nha, chứ không ship mất công lắm. Tường Vy Nguyễn ơi, nếu mà chị nhắm á, của em ít đó thì chị sẽ xả hàng giùm em luôn nha. Tại vì nếu mà ít đó quá thì mất công ship hàng, tốn tiền ship lắm. Rồi chốt cho Tường Vy Nguyễn nè. Cái này là gì trời? Cái này là à, chị không có giày 38, size 39 chân mơ mơ. Tại vì chân của chị cũng nhỏ lắm, tầm 36-37 không à. Cái này là váy này của người lớn. Ok ok Tường Vy Nguyễn nha. Để chị dồn đơn cho em. Rồi cái này là váy nhung nha các chị nha. Em mua cho mẹ em nhưng mà mẹ em mặc không có vừa. Cái này em mua là 550, bây giờ em thanh lý là 100k. Chất rất là đẹp đây nè. Cái này là em mua cho mẹ em nói thẳng là rất là già. Nhưng mà mẹ em mặc không có vừa. Đây nè. Chị nào mà thích nó gu sang hay gì đó thì đây nè các chị thấy không ạ? Nó là vải von với lại ở trên mấy cái bông là nhung.
người ta gọi là nhung gì ta, nhung xong nó có kim tuyến bằng hoa rất là sang. Cái này là em mua 550, bây giờ em thanh lý 100k thôi. Cái này thì 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment giùm em là mã 55. Nó dạng vải. Cái này, ôi, cái này là ôm hay là chữ A vậy? Cái này chắc là ôm á các chị ơi. Dạ, cái này là 55kg đổ về mặt vừa. Cái này em thanh lý 100k. Tại vì em mua cho mẹ mà mẹ mặc không vừa. Em nói thiệt là nó hơi già nha các chị nha. Đây, em thanh lý 100k. Chị nào lấy cái này comment giùm em mã 50. Chất rất là đẹp, chất bao đẹp luôn. Hello Điệp nha, ai. Ok Thanh Quỳnh nha. Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha. Đây, nó cũng chắc là trên đầu gối một xíu á các chị ơi. Trên đầu gối một xíu nó dạng như vậy nè. Chị ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng nha, Tường Vi Nguyễn đây. Cái chất của nó này các chị, rất là đẹp. Nó hơi già, em thấy thì nó hơi già ở đằng sau. Đúng rồi, cái này chắc là người ốm mặc mới được á, chắc từ khoảng 55kg đổ xuống. Nhưng mà tại vì 55kg của người lớn á thì nó cũng gọn lắm. Út ẩm rơi gì mất. Bà rơi. Đây, chị nào lấy cái này comment giùm em mã 50 nha. Đây, 50 nha các chị nha, chất rất là đẹp. Đó, chị thấy chất không ạ? Mã 50 nha các chị nha, 100k. Cái này em thanh lý 100k. Chị nào lấy cái này comment dùm ly mã 50 nha các chị nha. Đây nè, chất rất là đẹp luôn. Cái này thì chắc phải chị nào tầm 35 tuổi trở lên thì mặc mới được. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đó. Rồi em qua mẫu các chị nha, em qua mẫu luôn. Cái này là... Đúng rồi Yến Linh ơi, đẹp nhưng mà cái này chắc ai phải gọn gọn mặc mới được. 55kg đổ xuống mặc mới vừa. Adidas này thanh lý nhiêu đó Úc? Chất đúng dày luôn á. Chất đẹp. Bao nhiêu không? 50 rồi. Rồi 45 tuổi được nha Ngọc Nguyễn nha. Chị ơi cái này bao đẹp luôn á chị. Cái này là 40 tuổi trở lên mặc mới được luôn á. Em thấy nó rất là già. Tại vì em mua cho mẹ em thì cũng tầm tuổi đó đến 50 tuổi. Chất rất là đẹp nè các chị thấy không? Nhung. Nó là von nhưng mà lót nhung rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cái này thì comment lại giùm em là 50 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Cái này thì nó rất là già, nó hơi già. Phải cô nào trên 40 tuổi thì mới được. Chị nào lấy cái này thì comment lại giùm em 50 nha. 50 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Cái này là thun thái nè các chị. Adidas thun thái. Cái này em ha. Em thanh lý 70k. Đây à, co giãn á chị Ngọc Nguyễn ơi. Cái chất này cao giãn á chị đây nè. Nó cũng co giãn nhưng mà cái độ co giãn của nó thì em thấy là vừa phải. Không có co giãn nhiều lắm đâu chị ơi. Cái này không co giãn nhiều lắm đâu chị. Cái chất của nó nè chị. Người ta làm rất là sắc sảo. Đây nè. Đó chị thấy không ạ? Cái chất nó rất là sắc sảo luôn, rất là đẹp. Nó không co giãn lắm chị nha, nó chỉ co giãn vừa vừa thôi chứ cũng không co giãn lắm đâu. Rồi, cái thun thái này 70k nha, chị nào lấy cái này comment 70 kèm số điện thoại và địa chỉ giùm ly Adidas màu kem nha các chị nha. Nó không phải là màu trắng mà nó là màu kem. Màu kem nha, Adidas nha. Adidas màu kem này 70k. Chị nào lấy cái này comment 70 kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em. 55kg đổ xuống mặt vừa. Rồi ok em chốt cho chị Ngọc Nguyễn nè. Cái này em bán em cũng uổng lắm luôn á. Mà mẹ em mặc không có vừa. Rồi chị Ngọc Nguyễn ơi, chị Ngọc Nguyễn cho em địa chỉ luôn. 0908 08. Ok, anh Tuấn BK là mẹ 70 nè. Rồi, mẹ 70 chốt cho anh Tuấn BK. Chốt cho anh Tuấn BK nha. Mẹ 70 hết các chị ơi. Của anh Tuấn BK comment trước nha các chị nha. Của anh Tuấn BK.
Để vỏ xanh rêu để em hỏi bạn em còn không thì em sẽ gửi luôn cho chị nha, Ngọc Nguyễn nha. Để em hỏi bạn của em còn không. Ở ngoài shop của bạn em không biết còn không, nếu mà còn thì em sẽ gửi cho chị luôn. Rồi dạ ok chị Ngọc Nguyễn, cảm ơn chị nha. 0915644435. Rồi ok anh Tuấn PK nè. Anh đọc cô cầu lại nha, đừng có chọc em nha. Đây. Rồi, cái máy màu xanh này em thanh lý là cái máy màu xanh rêu nha các chị nha. Cái này thì 55kg đổ về mặt vừa. Cái này chắc bạn thử luôn Út hả? Để em chồng thử cho các chị coi. Cái này là chéo đằng sau hay chéo trước vậy Út? Chéo lưng đúng không Út? Chéo lưng. Rồi để em mặc váy màu xanh này thử cho các chị coi, rất là xinh. Có mức ngực luôn. Em mặc chồng không có được đẹp nhưng mà mặc đại. Tướng không có mặc được body. Ghê vậy Úc. Trời ơi, không bận được mấy cái em body gì hết chưa. Đây em váy màu xanh nha các chị nha. Em váy màu xanh. Ở đằng sau nó, đây nè các chị. Ở đằng sau nó, đây, nó có cái này nè các chị. Nó có chiếu lưng. Em này là em thanh lý là bao nhiêu trời này. Cái này em mua 350, bây giờ em thanh lý 120k. 100k thôi các chị ơi, em thanh lý 100k thôi. Chị nào lấy cái này comment xanh rêu giùm em. Ở đằng sau nó có chéo nè, có mút ngực nha các chị nha. Có mút ngực, cái này thì em nghĩ là tầm có co giãn, chắc là 55kg đổ xuống mặt vừa. Dạo này em bị lên cân nên body của em không có được đẹp. Nhưng mà em nghĩ là 50kg đổ xuống mặt đẹp hơn á chị. Cái này thì chị nào lấy cái này comment giùm em xanh rêu nè. Ở đằng sau có chéo lưng nha các chị nha. Nó có chéo lưng nè. Các chị thấy không ạ? Cái này vải ren bao đẹp nha. Vải ren bao đẹp nha các chị nha. Chị nào lấy cái này comment giùm em là xanh rêu nha. 100k các chị nha. Có mút ngực luôn. Cái này 50kg đổ về mặt đẹp. Em thấy em mặc hơi mập. Chị nào lấy cái đó thì comment giùm em là xanh rêu nha các chị nha. Chất ren rất là đẹp, có mút ngực luôn. Đây, ren của em này đây. Body các chị nha, em này body. Cái gì vậy bà Ri? Bạn đang chơi. Có áo không? Chắc có Hiền ơi, có Hiền ơi. Đây, chị nào lấy cái này comment giùm em xanh nha, xanh rêu nha. Có mút ngực nha, rất là xinh luôn. Cái này đẹp dùm hôi lấy gì ta. Chị nào mà có body đẹp á, mặc cái này rất là xinh luôn. 100k nha các chị nha. Ren rất là đẹp, có mút ngực nè. Dạ hiện dạ không có quần rinh nha Ngọc Diễm nha. Đây. Cái này màu xanh, chị nào lấy comment xanh giùm em. Xanh kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Áo len không biết còn không trời. Áo len. Có áo phông trắng không? Dạ, có áo dạng ba. À, có len, áo len có một em áo len. Trời ơi, bây giờ em đã nhìn thấy. Đây, em áo len. Áo len này các chị comment nhanh nè, chất rất là đẹp. Cái này bán nhiêu không? 50. Cái này 200 mấy không? Được mua 250 đúng không? Cái này em mua 250, em thanh lý 70k. Chất rất là đẹp. Cái này là màu nâu tây hả? Nâu da bò hả? Sao giống nâu tây vậy? Cái chất của nó này các chị rất là đẹp. Đây nè, em thanh lý 70k. Chị nào lấy cái này comment giùm em là mã số 21 kèm số điện thoại và địa chỉ. 70k. Áo len tay nó như vậy nè các chị. Rất là xinh. Cái này thì 55kg đổ về mặt vừa. 70k nha các chị nha. Đây nè, tay của nó như vậy.
của chị Ngọc Nguyễn nha các chị nha. 21 chốt cho chị Ngọc Nguyễn luôn. Của chị Ngọc Nguyễn nha các chị nha. 21 của chị Ngọc Nguyễn à. Ngọc Nguyễn đâu rồi trời. Rồi 21 của chị Ngọc Nguyễn hết rồi các chị ơi, hết rồi. Hết rồi các chị ơi. 21 của chị Ngọc Nguyễn nha. Rồi 21 hết nha các chị nha, 21 hết rồi, 21 hết rồi các chị ơi, hết. Hết rồi các chị. Giỏ sách hết rồi chị Nhân Nguyệt ơi. Em sơ mi mèo đi, em sơ mi mèo này xinh nè. Rồi. Có giỏ sách hết giỏ sách rồi chị Nhan Nguyệt ơi, hết giỏ sách rồi. Em sơ mi mèo 30k, chị nào lấy cái này comment giùm em 30 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, sơ mi mèo. Đây 30k. Cái này 55kg đổ về mặt vừa. Sơ mi mèo nha các chị nha, rất là đơn giản thôi chứ cũng không có cầu kỳ gì. Chị nào thích thì sắn tay, còn không thích thì thôi. Có thể gài đây. Sơ mi mèo 30k, chị nào lấy cái này comment 30 giùm em. Có dép gì ta? Có cái gì chị nhận? Chị Nhạn Nguyệt kho, chị nói mà không hiểu. Đây mã 30 kèm số điện thoại và địa chỉ nha các chị. 30k nha các chị nha, sơ mi mèo nè. Rồi ok, sơ mi của Tường Vi Nguyễn nè. Tường Vi Nguyễn sơ mi 30k nè. Tường Vi Nguyễn comment trước nha các chị nha, comment số trước nha. 30k này là của Tường Vi Nguyễn nè, chốt cho Tường Vi Nguyễn nè. Hết rồi các chị ơi, sơ mi hết rồi. Sơ mi hết rồi. Cái gì đây? Ok. Cái len gì đây ta? Rồi. Áo len các chị nha, áo len này là em mặc thử cho các chị coi luôn. Áo len này em thanh lý nhanh 50k. Bà Ri bà rửng rửng sao? Kiểu rồi áo len nha các chị nha, áo len 50k. Sao nó nơ nơ vậy trời, cái tay nó như vậy em cũng không có hiểu cái áo len này nó như sao luôn. Cái này của ai vậy ta? Cái này à, áo len sao ta? À áo len nó như vậy, đây đây, áo len này 50k nha các chị nha. Chị nào lấy cái này comment giùm em 50 kèm số điện thoại và địa chỉ nè. Áo len nơ rất là xinh, đây nó như vậy đó, em biết rồi. Ở trong cái chị mặc thêm cái gì đó, áo thun cái gì đó phối rất là xinh. Màu cái này màu dốt màu gì không, xám đen hả? Cái này là màu xám đen các chị nha. Hàng thanh lý nha xin Hoàng ơi, thanh lý nha xin Hoàng. Cái này 50k nha các chị nha, 50k này rất là xinh. Cánh dơi, tay cánh dơi nó như vậy nè bo. Cái này len dệt, len dệt rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment giùm em áo len. Rồi. Rồi, áo len của chị Yến Linh. Yến Linh ơi, chị cho em địa chỉ và số điện thoại đi chị ơi. 50. Rồi, của Tường Vi Nguyễn nè, Tường Vi Nguyễn cho số điện thoại và địa chỉ trước nên cái này của Tường Vi Nguyễn luôn. 50 của Tường Vi Nguyễn nha, cái này mặc áo thun ở trong á rất là xinh. 50 của Tường Vi Nguyễn nha các chị nha. Rồi hết các chị nha, hết nha. Cái gì đây trời? Cái này là gì ta? À áo len này 30k. Áo len, cái này áo len này 30k, màu xám len dệt. Nhìn nó rất là đơn giản, mặc cũng rất là xinh. 30k, chị nào lấy cái này comment 30 kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em. 30k nha, màu xám. Em này thì ở ngoài đó là xám vừa, không phải xám đen cũng không phải xám trắng nha các chị nha, 30k thôi. Em này 30k. Chị Yến Linh ơi, chị Yến Linh comment sau rồi chị ơi. Tường Vi Nguyễn comment trước nha chị nha.
thôi để chị Yến Linh. Rồi ok, của Tường Vi Nguyễn nhường cho chị Yến Linh vậy. Chị Yến Linh comment lại địa chỉ với số điện thoại giùm em. Rồi ok, cái áo đó của chị Yến Linh. Dạ ok chị Yến Linh. Dạ rồi, của chị hai cái váy em không có xả đâu. Váy của chị rất là đẹp luôn. Ok, em cảm ơn chị Hiến Lê. Chị Hiến Lê tí coi inbox giùm em trong. Chị Hiến Linh ơi, cho em địa chỉ với số điện thoại với chị ơi. Rồi ok, chị inbox giùm em với. Ok chị Hiến Linh. Rồi, cái này là gì vậy ta? À, áo này xinh nè. Áo len 30k có chị nào lấy không ạ? Cái này 30k, chị nào lấy cái này comment giùm em 30. 30 kèm số điện thoại và địa chỉ, 30k thôi. Cái này len dệt nha các chị nha. Rồi em cảm ơn chị Yến Linh. 30 nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment 30 giùm Ly. Đây, mã 30, chị nào lấy cái này comment 30 giùm em, 30k luôn. 30 nha các chị nha, 30k. Út chuẩn bị cho bà bú giùm không? Đây 30k nha, chị nào lấy cái này comment 30 giùm em. Cái này bao nhiêu tiền nè, cái này xinh nè. Cái áo, áo này rất là xinh nha các chị nha, cái áo này. Áo này bao nhiêu Út? Nó xinh nữa. Nhìn nó. Cái áo này chất rất là đẹp nhưng mà không biết bán nhiêu, trời thôi bán đại luôn. Cái này cũng 30k em bán đại luôn các chị nha. Cái này rất là xinh, hình như cái này em mua cũng mắc lắm, 100 mấy, 200 ngàn lận. Cái này mã số 31, chị nào lấy cái này comment 31 giùm em. Cái này mặc rất là xinh, để em chồng thử cho các chị coi. Nhìn vậy thôi chứ mặc xinh lắm. 31 kèm số điện thoại và địa chỉ nha các chị nha. Đây nè các chị, ở trên nó như vậy nè. Đó các chị thấy không ạ, đó nó như vậy nè. Cái cổ nó như vậy nè, 31, chị nào lấy cái này comment 31 kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em. Đầu dơ quá trời. Rồi ok, 31 chốt cho Bích Lan. Hết rồi chị à, Hiến Lê ơi, 31 Bích Lan comment trước. 31 Bích Lan comment trước nha các chị nha. Bà Bích Lan đâu rồi? Rồi đây, của Bích Lan. Cái gì trời? 31 hết rồi các chị ơi, 31 hết rồi. Hết rồi các chị ơi. Sorry các chị nha, 31 hết rồi. Mấy bộ nữa để em soạn thêm đồ của em, đồ của em nhiều lắm luôn á. Hết rồi Ngọc Diễm ơi, hết rồi nha Ngọc Diễm nha, hết rồi Ánh Hoàng, hết rồi chị Hiến Lê. 31 hết nha các chị nha. Ê cái maxi này, cái này chắc chị nào lớn tuổi mặc rất là đẹp. Đây các chị ơi, một cái maxi. Maxi này thì đầm chị mặc chắc không bán đâu Tường Vi Nguyễn ơi. À có giày đẹp không nhỉ? Dạ hiện tại thì giày hết rồi chị nha. Cái này là maxi dành cho người lớn tuổi, cái này là cái váy này thì em mua cho mẹ em tới 550 lần. Mẹ em có mặc một lần, một hai lần gì đó. Nhưng mà bây giờ em thanh lý 100k. Đây, maxi dài, nó là màu xanh đen. Cái chị nào chắc phải ba mấy tuổi trở lên thì mới mặc mấy cái này được. Nó rất là đẹp luôn. Đây nè, nó có đính cườm. Đó, cái chị thấy mặt đằng trước nè, nó như vậy. Nó có mút ngực luôn cái chị nha, nó có mút ngực luôn. Đây, cái này thì 55kg đổ về mặt vừa. Còn sau lưng này các chị, sau lưng nó khoét eo như vậy nè. Cái này thì cũng 55kg đổ về mặt vừa, cái này rất là đẹp. Cái này em nghĩ là phải trên 40 tuổi mặc mới sang. Cái này rất là đẹp, hình như cái này. Cái này không phải biết phải của bà cô em bên Mỹ gửi về không nữa, em cũng không biết hàng gì luôn á. Hay là em mua nữa. Em không nhớ là cái hàng này là ở bên Mỹ gửi về hay là em mua cho mẹ em nữa. Tại vì nó cũng chắc cả năm rồi. Đằng sau nó như vậy nè các chị, đằng sau nè, rất là đẹp. Đó, nhưng mà cái này phải 40 tuổi trở lên mặc mới được, có mút ngực. Cái này thì tầm 55kg đổ về mặt vừa. Rất là xinh, có mút ngực nha các chị nha. Em thanh lý 100k thôi. Nó là dạng dạ hội. Đó, mặt bao đẹp. Chị nào lấy cái này comment giùm em mã 100. Mã 100, 100k, mã 100. Cái này các chị mua về, các chị không bao giờ cảm thấy tiếc đâu. Tại vì chất rất là đẹp luôn. Cái dạ hội này mua ở ngoài mà mua hàng đúng của nó chứ em nghĩ cũng mắc lắm. Phải trên 500k á. Rất là đẹp. Đây, nó có dây ở trong nữa nè các chị. Nó có dây ở trong để làm gì ta, tôi cũng không biết nữa. Cái này người lớn hết bận.
Đây, nó rất là đẹp nha, dài nhớ vậy nha, chắc phải dài đến chân luôn á. Đằng sau thì cái chị nào lấy cái này comment mã 100 giùm ly. Đằng sau nha cái chị nha, đằng sau nó như vậy nè. Đằng sau là nó như vậy nè. Còn đằng trước nó như vậy nè, có mút ngực. Chị nào lấy cái này comment mã 100 giùm em, cái này mấy cô lớn tuổi mặc đẹp lắm luôn á. À, có dây kéo ở bên hông. Rồi ok, chốt cho chị Ngọc Nguyễn nè. Chị đây, cái này có dây kéo ở bên hông nha chị Ngọc Nguyễn nha. Ok, 100 chốt cho chị Ngọc Nguyễn nè. Chị Ngọc Nguyễn đâu người ta? Một trăm hết rồi Nam Vi Vân ơi, hết rồi. Rồi 100 hết rồi Nam Vi Vân ơi, có quần váy không chị? Quần váy hả em? Quần váy không biết còn không, để chị coi thử. Quần váy chắc không biết còn không được ta. Hết rồi em ơi, chắc hết rồi á. Cái bài... À, trời ơi. Để cho xong rồi. À trời, cái chân váy này bao xinh luôn. Cái chân váy đuôi cá của em đi. Nói chung là tướng em không có được đẹp nên mặc cái này có một hai lần. Cái chân váy đuôi cá nha các chị nha. Cái này anh lấy nhiều lắm. Chân váy đuôi cá này là len nha các chị nha. Cái này hình như em mua 180, bây giờ em thanh lý là 70k. Chị nào lấy cái này comment 70 giùm em. Chân váy đuôi cá các chị, đây nè. Cái gì hình dung ra không? Chân váy đuôi cá. Chị nào lấy cái này comment 70 kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em. Đây, chân váy đuôi cá nha các chị nha. Cái này thì 55 tí đổ về mặc vô. Nó là dạng len gì ta? Len pha cái gì đó em cũng không hình dung ra, nhưng mà nó co giãn nha các chị nha. Cái này co giãn nha. Cái này đạt 70k. Chị nào lấy cái này comment giùm em 70 kèm số điện thoại và địa chỉ. Số 70 nha các chị nha, số 70 kèm số điện thoại và địa chỉ. Chân váy đuôi cá màu đen, cái này 55kg đổ về mặc vô đây nè. Ok, 70 chốt cho chị Hồng Điệp. Chị Hồng Điệp có đơn chưa chị ho? Hồng Điệp có đơn chưa? Chị Hồng Điệp có đơn chưa? Rồi chị Hồng Điệp có đơn rồi nha. Rồi ok, chốt cho chị Hồng Điệp nè. 70 của chị Hồng Điệp nha các chị nha. Hết rồi các chị ơi, hết rồi. 70 chốt cho chị Hồng Điệp. Hết rồi chị Hiến Lê ơi, hết rồi chị Ngọc Diễm ơi. Hết rồi nha các chị nha. Chất rất là đẹp luôn á. Nói chung đồ của em, các chị cứ về đi, các chị sẽ nhìn thấy. Nói chung là chất của nó rất là ok. Đây, thun thái. Thun thái 70k. Chị nào lấy cái này comment giùm em mã 8. Mã 8 kèm số điện thoại và địa chỉ. Thun thái dài nha. Cái này thun thái các chị nha. Rất là xinh chị. Hay để mận chờ. Mặt này ba ta xinh nữa. Nhưng mà dài quá đúng không? Cái này mã số 8 của Bảo Ngọc Trương. Rồi ok, mã số 8 thun thái của Bảo Ngọc Trương. Thun thái của Bảo Ngọc Trương nha, 70k. Mã số 8 hết rồi nha chị Trần Hằng nha. Hết rồi Ngọc Diễm nha, Bảo Ngọc Trương nè. Hết rồi Mỹ Ngân ơi, hết luôn Châu Quyên ơi. Của Bảo Ngọc Trương nha các chị nha, hết luôn nha chị Nhàn Nguyệt nha, hết luôn nha Ngọc Diễm, hết nha chị Nhàn Nguyệt nha. Cái này thun thái hết rồi các chị ơi, hết. Còn mấy cái để em xem. Còn mấy cái cuối mà đây, cái này em dạng Barbie doll hả Út, nó có dây không ta? Có một cái dây của Út. Đâu rồi Út? Thấy không Út? À, em Barbie doll. Có Barbie doll anh Vân Nguyễn ơi. Đây, Barbie doll này xinh lắm nè. Barbie doll này thanh lý nhiêu trời? Bữa mua 250, thanh lý nhiêu á? Mặc được lần 80 hay sao? Rồi em Barbie doll này em thanh lý luôn 100k. Cái này em mua 250, mặc được một lần. Cái này chị nào lấy cái này comment mã 10 giùm em. Rất là xinh, Barbie doll. Đây,
Em này rất là xinh, có một cái dây đây nè, tay như vậy nè các chị ơi. Tay em này như vậy nè, ba bidon, chị nào lấy cái này comment giùm em. Mã mấy chờ mới đặt mã số mấy xong rồi. Mã số 10 các chị nha, mã số 10 ba bidon. 100k. Ở ngoài nó là màu xanh ghi đây nè. Nó như vậy nè, các chị thấy không ạ? Đó, tay loe. Tay nó như vậy nè, tay loe rất là xinh luôn. Có một cái dây nữa, có một cái dây đây nè, các chị có thể cột nơ ở giữa. Ở giữa cái hông của nó rất là xinh. Ok, số 10 chốt cái Bích Phượng nè. Cái ba bidon này Phượng em mặc xinh á. Mấy đứa chần chờ mặc xinh. Rồi ok, ba bidon này chốt cái Bích Phượng nè. Bích Phượng đâu rồi ta? Rồi, ba bidon này chốt cho Bích Phượng này. Hết rồi chị Hiến Lê ơi, hết rồi Nano ơi. Hết rồi Trần Dung ơi. Hết rồi, ba bidon này hết cái chị nha, hết. Ba bidon này hết cái chị ơi. Rồi, em ba bidon này hết. Ý, cũng tự nhiên còn em còn rinh nhỏ. Sai nhiều vậy trời. Này sai bao nhiêu vậy Úc? Này sai 28 đúng không? Biết bỏ lên cổ vậy thử. Ok anh Văn Nguyễn, ok chị Giang nha. Thấy rồi, thấy cô Giang nha. Đây. Cái quần rinh này sai 28. Quần rinh size 28. Cái này dạng baggy hả ta? Baggy rách size 28. Cái này thanh lý nhiêu trời? Út nhìn thử. Cái này em thanh lý 50k. Chị nào lấy cái này comment 50 kèm số điện thoại và địa chỉ giùm em. Em thanh lý 50k size 28. Rất là xinh. Rách ở giữa nha. Đây quần rim nè. Dạng baggy, quần thùng baggy. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Rồi ok, chốt cho Bích Phượng nè. Chốt cho Bích Phượng luôn. Bà Bích Phượng bà tính ôm hết củ hay sao vậy trời ơi. Phượng ơi em mua nhiều quá đi luôn. Nói chung là Phượng ơi em mua nhiều quá rồi. Chị thấy em mua hơi nhiều luôn á. Chắc chị receipt cho em quá, em mua nhiều quá luôn á. À Thư Nguyệt ơi, chị ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng hết rồi chị nha Nguyệt ơi. Bích Phượng comment chút rồi chị ơi. Size 28 chị ơi, em không biết. Thấy chị Giang, sorry chị Giang. Túi sách hết rồi Trinh Lầy Lội ơi. Chị thấy em mua nhiều của chị quá luôn. Để đó chị receipt cho em nha, để chị hỏi phí ship bao nhiêu rồi nếu mà được chị receipt cho. Thấy chị Giang nha, em thấy chị Giang. Đây. Áo chống nắng 50k, chị nào lấy cái này comment giùm em mã 52, 50k 52, cái này mặc rồi, đồ mặc rồi nha các chị nha. Đây, mã 52, 50k. Có tay nè, chống nắng nè. Hàng chống nắng nha các chị nha. Không phải, áo này áo đẹp nha. Không phải mấy cái áo ngoài chợ bán 50.000, 60.000 nha mấy chị nha. 52, mã 52, 50k. Đó. Ok, 52, chốt cho chị Bích, bạn Bích Lan nè. Sorry chị, em Giang Nguyệt nha. 52 của Bích Lan nha. Ai comment trước thì được trước nha. Cái này chắc cỡ khoảng 55kg đổ về mặt vừa á. Bà Bích Lan rồi trời. Thì có bà Bích Lan với lại bà Bích Phượng mua nhiều quá luôn á. Mít ơi, mít ráng đi thuê đi. Mít ráng đi thuê đi, cô Ly kiếm tiền. Cô Ly dắt mít đi công viên. Cô Ly đang cày kiếm tiền nè. Nếu mà mít thi đậu á, rạng danh lắm á nha. Lớp bé tổ chức thi gia đình sức khỏe trẻ thơ. Mỗi đứa, đứa nào mà giỏi nhất thì được đi thi. Cả phụ huynh nữa. Cái này 30k, sơ mi này 30k. Chị nào lấy cái này comment giùm em 30 kèm số điện thoại và địa chỉ. Dạ rồi ok, cái này hình như mẹ của bên em hơi bị yếu á nha người. 30k này các chị ơi, xinh lắm á. Này đóng thùng mặc váy xinh nè à. Màu kem nha các chị nha. Màu kem 30k.
Đây chị nhà Nguyệt ơi, em thấy chị rồi, chị thấy em nhà Nguyệt ơi. Nhưng mà do mạng của bên em yếu quá luôn á, chị không, cái comment của em lúc nào nó cũng bị lâu lắm luôn á. Rồi ok, 30 của Bích Lan nè. Rồi chốt cho Bích Lan nè, hết nha. Bích Lan comment trước hết nha các chị nha, áo này 30 hết nè. 30k. Bích Lan ơi, nếu mà em với lại Bích Phượng á mua nhiều nên mà chị sẽ hỏi là cái tiền ship bao nhiêu thì chị sẽ hỗ trợ cho tụi em 50. Nếu mà cao quá thì chị sẽ hỗ trợ cho em 50 phí ship, còn nếu mà dưới 30k thì chị re ship cho hai đứa em luôn. Baby doll này nhiêu tiền chưa? Baby doll này 20k thôi. Mã 20 kèm số điện thoại và địa chỉ nè. 20. 20k mã 20, mã 20. Ai lấy cái này comment giùm Ly, 20, 20k thôi. Còn mấy cái cuối cùng bán hết luôn. Bán cho vui luôn. 20k, baby doll 20k. Đây chị nào lấy cái này comment 20 giùm em. Ok, 20 của Bích Phượng nè, chốt cho Bích Phượng luôn. Bà Phượng đâu chờ. Hết rồi nha chị nha, 20 của Bích Phượng, 20 chốt cho Bích Phượng. Không có giày size 30 rồi Dung Thùy ơi. Không có giày rồi em ơi, không có giày, mẹ 20 hết nha Bích. Ok, ok Bích Phượng. Giày không có size 39 luôn. Ok. Cái này là gì vậy ta? Áo len hả ta? À, áo len đen. Áo len đen nha các chị nha, áo len đen rất là xinh. Đây nè, em này nhìn vậy thôi chứ mặc xinh lắm, len dệt. Cái này 50k, chị nào lấy cái này comment giùm em. Mã 60 kèm số điện thoại và địa chỉ. Cái này rất là xinh. Mã 60 kèm số điện thoại và địa chỉ, nó rất là ôm. Cái chị nào mà thích quất hở vai là hở luôn. Hở được luôn, đây, ôm lắm, dễ thương. 60 của Bảo Ngọc Trương nè, ok, 50k nè. Thun, cái này len gì xịn nha, rồi ok, chốt cho Bảo Ngọc Trương nè, 60 của Bảo Ngọc Trương. Bảo Ngọc Trương đâu ta? Rồi, 60 chốt cho Bảo Ngọc Trương, 50k. Bảo Ngọc Trương có đơn rồi đúng không ta? Rồi, 60 chốt cho Bảo Ngọc Trương, hết rồi các chị ơi. Hết rồi, hết rồi. Đây, con này là gì ta? Nhiều quá. Đây. Em váy này 50k, chị nào lấy cái này chốt 70 kèm số điện thoại và địa chỉ. 50k. Đây. Thun nha, ở dưới có ren nè, cổ ren nè. Cổ ren với dưới ren 50k, 70 kèm số điện thoại và địa chỉ. Cái này 55kg đổ về mặt vừa. Có co giãn thun rất là xinh. Đây. 70 nhưng mà ok cậu Út nha. Mạng của bên em khá là mạnh luôn á, ngày hôm nay rất là mạnh nhưng mà do mạng của bên cái chị yếu thôi. Đây. 50k mẹ 70, chị nó lấy cái này comment giùm Ly 70. Hai bé. Đây nè Giang ơi. Áo sơ mi màu đỏ đô. Ok, Tường Vi Nguyễn chốt 70 cho Tường Vi Nguyễn nè. Áo sơ mi đỏ đô hả em? Chẳng lẽ chị đem bán cái áo chị mới tậu ta? Sơ mi đỏ đô hả trời? Hết rồi chị Thủy Thanh ơi. 70 của Tường Vi Nguyễn nha. Rồi chốt cho Tường Vi Nguyễn là 50k. Sorry nha Nguyệt nha, bữa sau chị sẽ bù cho em. Nếu mà em mua hàng đợt sau chị sẽ re-ship cho em nha. Nếu mà em có mua hàng của chị sẽ re-ship cho em. Bởi vì chị biết là em comment rất là nhiều nhưng mà không mua được. Còn một cái váy nè các chị ơi, cái váy này chắc em sale luôn á. Sale luôn nè. Sale luôn 80k. Chị nào lấy cái này comment giùm em xanh rêu. Hồi nãy em đã mặc thử rồi. Có mút ngực. Đây, 55kg đổ về mặt vừa, có mút ngực. Có mút ngực nha, đây body nha. Ren nha các chị nha, cái này ren đẹp. Em bán đại 80k luôn, cái này hình như đợt trước mua 300 mấy.
Đây chị nào lấy cái này comment giùm em là xanh rêu. Đẹp không Giang? Giang lấy không? Cái này đẹp lắm nè Giang. Giang lấy không? Giang lấy comment giùm em đi Giang. Cái này xinh nè Giang. Giang mua bán rẻ nè. Giang có lấy không? Xinh nó ở đằng sau nó có hở, nó có chéo lưng. Nhưng mà em mặc quá mặc không được. Theo em cũng lấy cái này rồi. Cái này đẹp nè Giang ơi, Giang lấy không? Comment nhanh nè. Cái này màu xanh rêu á chị Giang, nó không có hở đâu, nó không hở nha. Cái này không hở. Nhưng mà em thấy em mặc quá em bận không được. 55 kg hả? 55 kg mà cao mét nhiều á Tường Vi Nguyễn ơi. Nếu mà lùn giống em thì chắc không bằng đẹp rồi. 55 kg nhưng mà nếu mà cao thì mặc sẽ đẹp. Còn lùn giống em thì xác định là nó mập thì nó sẽ không đẹp. Rồi ok nè. Xanh rêu chốt cho chị Hiến Lê nè. Rồi ok chị Hiến Lê nè. Chị Hiến Lê có ba cái đầm rất là đẹp luôn. Chị Hiến Lê có cần em cho coi lại ba cái đầm của chị không? Hết rồi các chị ơi. Chị Hiến Lê comment trước nha. Còn một cái áo này nha. Em thanh lý luôn nè. 1m67. Ok chị Giang nè. Cái này em thanh lý 10k. Chị nó lấy cái này comment số 10 giùm em. Để em tắt like kết thúc like luôn. Số 10 10k. 1m63. Trời 1m63 đẹp. Em mặc em thấy có bụng quá chứ. Cái này 10k. Chị nào lấy cái này comment số 10 giùm em. Bây giờ còn cái cuối cùng nên em thanh lý lại luôn. 10k nha các chị ơi. Số 10 nè. Chị nào lấy cái này comment đại số 10. Nhưng mà những chị nào có đơn thì em mới bán giá này nha. 10k nè các chị. Chị nào lấy comment giùm em số 10. Nhìn vậy thôi chứ mặt cũng chắc là xinh đó. Hết rồi Giang ơi. Hết bán sạch sẽ rồi. Số 10 của Bách Phượng. Ok, số 10 chốt cho Bách Phượng nè. Đây nè, nhìn vậy chứ mắt xinh lắm chứ bộ. Đó. Số 10 của Bách Phượng nha các chị nha. Rồi, hết. Rồi, ok, chốt số 10 cho Bách Phượng nè. Bách Phượng ơi, cái này chị tặng em luôn không bán? Kiểu như mình thích thì mình tặng thôi á. Cái này Bách... Dạ chị ơi, Yến Linh ơi, hết rồi chị ơi, nên để em xả cái đó ra cho chị luôn á. Số 10 để em xả cho chị luôn, tại vì còn có một cái thôi, ship mất công lắm. Ok Bích Lan, ok Bích Lan, để chị xả giùm em Yến Linh. Ok Trần Dung, ok Trần Dung. Trần Dung ơi, bây giờ là hết hàng rồi nên bây giờ chị cũng không biết sao. Tường Quy Nguyễn ơi, rồi dạ, để em xả còn mấy cái. Ok Bích Lan nha, để bây giờ xả yếm nè, xả yếm cho Bích Lan. Rồi, còn mấy cái của chị nào xả đơn. Nên ơi, chị không có bán đồ của chị bận đâu. Cái này chị cũng mới bận được có 1-2 lần, chị cũng thích nó vì chị, cái này chị hơi mập. Chị mập nên chị chỉ bận được đồ đen thôi. Áo len nè các chị ơi, áo len 50k để em bật lại cho các chị coi. Chị nào lấy cái này comment giùm em mã số 2. Mã số 2 nha các chị nha, mã số 2 nha. Đó, nó như vậy nè. Mã số 2 50k. Rất là xinh, cái chị bật áo thun ở trong á, khá là xinh luôn. Cái này chị nào bánh bèo thì em thấy hợp á. Đó, tay cánh dơ nha các chị nha. Mã số 2 len dệt xịn nha các chị nha. Mã số 2 ở đằng sau này các chị, đằng sau nó cũng rất là đẹp. Đằng sau nó có bo như vậy nè. Đó, mã số 2, chị nào lấy cái này comment giùm em mã số 2. Mã số 2 50k. Chị nào lấy cái này comment giùm em mã số 2. Thấy không trời? Mã số 2 các chị yêu nha, mã số 2 nha, 50k nha, len dệt nha các chị nha. Thấy Giang nha. Em trong tình trạng. Chị Thủy Thanh số 2 họ ta. Chị ơi, chị có một cái thôi nên em nghĩ là những bạn nào có đơn á, tại cái này là bây giờ nếu mà một cái là tốn phí ship đó má chị ơi.
Chị Thủy Thanh ơi, chị có lấy không chị Hoa? Nếu mà chị ở gần thì em ship cho thì nó sẽ ít phí ship, còn ở xa. Ok, mã số 2 của chị Hiến Lê nè. Cái này đẹp lắm chị Hiến Lê. Ok, chốt cho chị Hiến Lê nè. Rồi, em chốt cho chị Hiến Lê luôn. Còn một cái jean, cái yếm rinh này là em mặc. Cái này là hàng neo nhưng mà em bị order size lộn. Size của em mặc là size 27 nhưng mà cái này tới size 28 lận. Em thanh lý luôn 100k. Để chút coi xinh không ta. Cái này khá là xinh đó. Cái này chắc bạn nào cao quá mặc rất là xinh. Ok, số 2 của Hiến Lê. Rồi còn một cái yếm rinh nè. Cái này hàng mới nha, hàng neo nhưng mà em thanh lý 100k. Cái này em mua 350. Cái này size 28. Chị nào lấy cái này comment giùm em 28 kèm số điện thoại và địa chỉ 100k. Rất là xinh. Cái này size 28 các chị nha, size 28 yếm rinh nha. Đó, mặc với áo đen ở trong rất là xinh nè. Các chị thấy không? Xinh, mang bata cực kỳ xinh luôn. Size 28. Ok, Bích Phượng, chốt cho Bích Phượng nè. Ok, chốt cho Bích Phượng 28, chốt cho Bích Phượng luôn. Cái này xinh lắm á Phượng ơi, cái này là mới. Rồi, chốt cho Bích Phượng nè. Ok, nano. Hết rồi Trần Dung ơi, hết rồi Ruby Bạch Dương Nguyễn ơi, Bích Phượng comment trước. Hết rồi Trần Dung ơi, Bích Phượng comment trước, chị sorry em nhiều lắm luôn á. Chị sorry. Sorry các chế nhiều lắm luôn á, những chị nào mà không mua hàng được của em á, em thật lòng là sorry nhiều lắm. Chị Hiến Lê ơi, chị còn ở đó mà, em cho chị coi đồ lại của chị ngày hôm qua. Chị Hiến Lê ơi, bây giờ em cho chị coi lại một lần nữa ở trên livestream, để tí nếu mà chị có coi thì chị coi lại giùm em nha. Đây nè, chị có một cái váy đỏ là 100k. Đây, em dơ cho chị coi. Chất rất là đẹp. Em cho chị kiểm tra hàng trước khi lấy. Váy của em hàng rất là chất nên em không có sợ gì hết á. Em cho các chị kiểm tra hàng trước khi lấy nha. Cái váy đỏ này là 100k nè. Của chị Hiến Lê nè, váy đỏ là 100k nè. Váy xanh cũng 100k nè. Và váy đen là 250k. Còn cái áo xám em tặng chị vậy nha, là 450k. Cái gì vậy Trang Dung? Hết rồi Trần Dung ơi, em có muốn lấy thì em nhắn tin cho Bích Phượng, coi thử Bích Phượng có nhường không nha. Nếu mà Bích Phượng nhường thì chị sẽ để cho em. Rồi, đây, cái của chị Hiến Lê là cái màu đỏ này là 100k, rất là xinh, chất ren dày dặn. Đó, 100k, rồi. Qua. Một cái áo áp lộn. Một cái áo len này là 50k chị nha. Cái này 50k nè. 50k, cái này không có thẳng. Tại cái áo này là em tưởng 10k cái kia. Của chị tổng đơn là 500k. Một cái áo len 50k chị ơi. Với lại một cái váy. Váy này em bán nhiều vậy ta? Hình như váy này em bán chị 80 đúng không ạ? Đây. Trời ơi. Tổng đơn của chị là 480k nha chị Hiến Lê nha. Một cái váy xanh nha chị nha. Một cái váy xanh đây nè. Rất là xinh luôn. Váy xanh của chị 80k. Váy xanh 80k nha chị nha. Với lại một cái váy đen là 250k. Đây váy đen nha chị. Đây váy đen của chị nha. Váy đen này thì hàng thiết kế cực kỳ đẹp. Đó, chị nhìn thấy nó rất là đẹp. Cái này là hàng thiết kế, nó chất này rất là đẹp. Ren rất là đẹp. 80k hết rồi Bích Lan ơi. Cái đó là của chị Hiến Lê á. Chị quay lại cho chị đó coi thôi. Cái này thì bị hư sẹt ba tia rồi. Em có nói trong live ngày hôm qua. Chị thay xét giùm em. Hết rồi Tường Vi Nguyễn ơi. Hết rồi Bích Lan. Cái này là em cho chị Hiến Lê coi lại thôi. Đó, rất là xinh luôn các chị yêu nha. Rồi cái này của chị Hiến Lê 250 này rất là đẹp nha. Là tổng đơn của chị là 480k. Chị vui lòng inbox địa chỉ và số điện thoại giùm em nha. Vâng, và ngày hôm nay á thì em bán ruột rất là nhiều luôn. Em bán hết sạch rồi, không còn nữa. Mấy bữa nữa em sẽ soạn hàng xin thử là em còn cái gì để bán nữa không.
Em cảm ơn những chị nào á mà từ nãy giờ chịu khó xem live của em với lại ủng hộ em rất là nhiều luôn. Em cảm thấy rất là vui. Và em chúc các chị á có một buổi tối thật ngủ thật là ngoan nha và thật là ngon luôn. Và bye bye và hẹn gặp lại các chị nha. Dạ ok, Hiến Lê ơi, thứ hai thì em sẽ gửi cho chị nha. Tường Vi Nguyễn ơi, của em hả? Của em tổng cộng là 160k. Ok Bích Phượng, cái nào có áo khoác đẹp thì chị sẽ để dành cho em. Đơn của em á là 160k nha Tường Vi Nguyễn. Ok Vi Vũ ẩm nha, bắn tim chiu. Rồi bây giờ em chúc các chị có một buổi tối ngủ thật là ngoan nha. Bắn tim nha các chị. Bye bye các chị nha.